Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube B Channel. Thời điểm cuối năm các điện thoại. Chính vì vậy thì mình đã làm một clip ngày hôm nay để gửi đến các bạn danh sách những chiếc điện thoại flagship đáng mua trong năm 2019. Và hy vọng là sau khi mà các bạn xem xong clip này thì các bạn sẽ lựa chọn được một sản phẩm ưng ý nhất. Nếu như mà mình có tầm khoảng là 10 tới 15 triệu thì mình sẽ recommend cho các bạn là nên mua chiếc điện thoại Mi Mix 3, bởi vì nó có thiết kế khá là độc đáo với thiết kế trượt, và biết đâu là trong năm nay thì thiết kế trượt sẽ trở thành xu hướng. Bên cạnh đó thì các bạn có thể trải nghiệm full màn hình và chúng ta không còn phải bị vướng bận bởi cái màn hình tai thọ nữa. Về phần cấu hình thì máy cũng được trang bị con chip khá là mạnh ở thời điểm hiện tại là con chip Snapdragon 845, và chung quy thì mình thấy đây là một chiếc điện thoại có thiết kế sang trọng nè, rồi cấu hình tốt, và quan trọng đó chính là về giá thì rất là dễ chịu cho người dùng, đáp ứng đầy đủ những cái tiêu chí mà mình đặt ra cho một chiếc điện thoại flagship đáng mua. Đối với cá nhân mình thì mình thấy là Mi Mix 3 chỉ có một điểm trừ duy nhất là nó không được trang bị cảm biến vân tay đặt dưới màn hình giống như là chiếc Mi 8 đã từng sở hữu. Và về phần giá thì mình có tham khảo tại Bạch Long Mobile, mức giá hiện tại của nó là tầm khoảng 12 triệu và đây là mức giá sale shop. Cho nên là bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc điện thoại này thì nhớ là ghé Bạch Long Mobile để có thể nhận ngay cái ưu đãi này nhé. Tiếp đến là sản phẩm Active One Plus, mặc dù là nó có mức giá tầm trung, cấu hình cũng tầm trung, nhưng mà mình vẫn list vào cái danh sách này bởi vì hiện tại thì nó đang là cái dòng sản phẩm cao cấp nhất của thương hiệu Việt. Trước tiên thì mình ấn tượng với thiết kế của máy khi mà hãng đầu tư hai mặt kính rất là sang trọng, thêm vào đó là hiệu ứng chuyển màu gradient. Tổng quan thì mình thấy là về thiết kế nó đáp ứng đủ tiêu chí của một chiếc flagship. Có thể là cấu hình của nó thì không mạnh như những chiếc sản phẩm flagship khác, nhưng mà mình thấy là với mức giá 6 triệu, các bạn sẽ sở hữu được 6GB RAM thì nó cũng rất là đáng đồng tiền bát gạo. Ngoài ra thì máy cũng sở hữu màn hình tai thọ thời thượng, hỗ trợ sạc nhanh, cụm camera độ phân giải ấn tượng và còn được hỗ trợ lâu dài khi mà các bạn sử dụng những cái sản phẩm của Vingroup nữa. Và với mức giá là tầm khoảng 6 đến 7 triệu thì mình nghĩ là Active One Plus sẽ là một cái sản phẩm mà các bạn đáng cân nhắc khi mà xem xét là có mua điện thoại hay không. Và sản phẩm thứ ba nằm trong danh sách ngày hôm nay mình recommend cho các bạn đến từ nhà Apple, đó chính là chiếc điện thoại iPhone XR. Đối với mình thì hiện tại nó đang có cái mức giá giảm xuống là khoảng tầm 17 tới 19 triệu là các bạn có thể sở hữu được một chiếc điện thoại iPhone XR rồi. Bỏ qua những cái điểm yếu như là về phần cái màn hình của nó có viền khá là dày hoặc là bị rỗ, cùng với đó là nó không có cái cụm camera kép, thì mình thấy là đây là một chiếc điện thoại cấu hình nó vẫn rất là mạnh với con chip A12. XR thì chụp hình cũng khá là đẹp và thiết kế thì cầm cũng rất là chắc tay. So với lại chiếc điện thoại XS và XS Max đắt đỏ thì mình thấy là XR vẫn là một cái sự lựa chọn hợp lý hơn. Thậm chí là bạn mình sau khi mà đã sử dụng và trải nghiệm chiếc điện thoại iPhone XR còn recommend cho mình là nên mua cái chiếc điện thoại này đi. Mặc dù trước đây thì cái bạn đó là không có cái ấn tượng tốt về chiếc điện thoại XR đâu, nhưng mà các bạn bạn đó cũng nói với mình là nếu như mà mình có thể chấp nhận được cái việc là màn hình của nó có cái viền hơi dày một chút xíu và hơi rỗ thì có lẽ là XR đáng được cân nhắc. Về cái phần viền dày thì mình nghĩ là các bạn nên chọn cái phần bản màu đen thì nó sẽ tạo cảm giác liền mạch và nó sẽ đỡ dày hơn. Không bao lâu nữa thì S10 sẽ ra mắt, chính vì vậy thì S9 Plus đang có dấu hiệu giảm và nó sẽ có dấu hiệu là giảm giá mạnh hơn nữa. Đây sẽ là một cái cơ hội rất là tốt mà những Samsung fan mình nghĩ là nên chộp lấy cái cơ hội này. Mặc dù là thiết kế của S9 không có sự thay đổi so với người đàn anh tiền nhiệm trước đó là S8, nhưng mà tổng thể thì vẫn rất là sang trọng. Người dùng thì có thể trải nghiệm được màn hình rộng hơn nhờ cạnh viền đã được làm mỏng đi. Cuối cùng thì về phần cấu hình, những cái dòng flagship của Samsung thì luôn khiến người dùng hài lòng. Với S9 Plus thì sẽ sở hữu con chip Exynos 9810, cùng với đó là RAM 6GB, hệ điều hành là Android 8.0. Và nếu như mà các bạn đợi S10 ra mắt thì cái giá của S10 sẽ khá là cao, tầm là khoảng hơn 20 triệu đến 40 triệu. Trong khi đó thì S9 Plus đang có dấu hiệu giảm giá với phiên bản là 64GB ROM. Mình đã tham khảo Bạch Long Mobile thì nó sẽ có mức giá sale shop là tầm hơn 15 triệu. Cuối cùng thì nếu như các bạn không đòi hỏi những cái công nghệ mới trên một chiếc smartphone thì mình nghĩ là với những cái gì mà S9 Plus đang sở hữu cùng với mức giá này thì mình thấy nó rất là hợp lý để chúng ta sở hữu. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi hết clip này và đừng quên like, share, subscribe kênh YouTube của B Channel nha. Chúc các bạn sẽ tìm được một chiếc smartphone ưng ý để chào đón một năm 2019 rực rỡ. Bye bye!